Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng, gồm Nguyễn Duy Quang, sinh năm 1989, trú tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Trương Bình Nguyên, sinh năm 1997, Lê Đình An, sinh năm 1997, cùng trú tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, Lê Đình Tiệp, sinh năm 1997, trú tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Bùi Văn Bình, sinh năm 1997, trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, Nguyễn Đình Hoàng, sinh năm 1998, trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, để điều tra về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm bắt địa bàn, đội cảnh sát hình sự phát hiện thông tin về một đối tượng hoạt động mua bán giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ của một số cơ quan tổ chức để phục vụ việc nộp hồ sơ xin việc tại một số cơ quan, doanh nghiệp. Quá trình xác minh, xác định các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi và câu kết thành đường dây, sử dụng các ứng dụng trên không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật. Các đối tượng chạy quảng cáo trên mạng xã hội Facebook để mua bán các loại văn bằng, chứng chỉ và để lại số điện thoại để liên lạc. Khi có khách đặt hàng, các nhóm đối tượng sẽ điền thông tin vào phôi có sẵn, chuyển in màu và bán cho khách có nhu cầu. Với mỗi loại giấy tờ, sẽ có từng mức giá khác nhau. Từ tháng 6 năm 2023 cho đến khi bị bắt giữ, các đối tượng đã bán hơn 1.000 văn bằng chứng chỉ giả, thu về hơn 1,5 tỷ đồng.